Nhiều bác thắc mắc là cam 360 thì nó chỉ quan sát thôi, làm sao mà nó có thể ghi lại hình thay cam hành trình được. Và đây là câu trả lời cho các bác nhé. Khi mà các bác lắp màn 360 kèm cam này. Đấy, màn Android kèm cam 360 thì các bác khi mà các bác xem lại này. Đây. Đây là video mà ghi hình lại nha các bác nhé. Nó sẽ có chi tiết cho các bác, và cái này nó hay hơn cái cam hành trình trước và sau ở một chỗ, đó là nó sẽ ghi được hai bên sườn. Đây là cam trước này, đây là cam sau này. Đây là cam bên trái và đây là cam bên phải. Các bác có thấy không? Nó sẽ quay được toàn bộ cái sườn ở đằng sau này của các bác này. Đấy, sườn bên phải này. Hoặc là sườn bên trái nha các bác nhé. Đây. Ví dụ mà mình đang đi đường hoặc là có người này có va quẹt ở từ cái khoảng mạng thân xe này chẳng hạn, thì các bác khi mà có cam hành trình ghi hình phía trước các bác sẽ không quan sát được và mình sẽ không check được. Nhưng cái này thì hoặc là ai các bác đang di chuyển hoặc là đợi dừng đèn xanh đèn đỏ, có ông nào mà cầm cái bút mà quẹt cho phát đây đúng không ạ, hoặc là dao quẹt phát đây thì các bác có thể check được luôn. Các bác thấy nó rõ nét không ạ? Bởi vì góc này cam 170 độ nên là các bác sẽ xem toàn cảnh này, ví dụ phía trước này, toàn bộ cản trước này. Các bác xem được hết. Rất là chi tiết luôn, còn đằng sau này, từ biển này. Nên mình sẽ check được rất là rõ nét của bốn xung quanh xe luôn nhé, bốn phía xung quanh xe luôn. Nên là các bác đảm bảo an toàn khi mà các bác nâng cấp một cái màn hình Android kèm cam 360 thì các bác sẽ có cái bộ cam hành trình ghi hình cho mình sắc nét bốn xung quanh xe luôn. Các bác nào mà đang muốn nâng cấp cho xe của mình một cái màn hình Android thì các bác có thể tham khảo cái màn kèm cam 360 này các bác nhé.